Vâng, Tèo Đô kính chào quý vị anh chị em yêu âm thanh âm nhạc trên toàn quốc đã trở lại với kênh YouTube của Tèo Đô. Để tiếp tục thực hiện những clip test những sản phẩm trước khi gửi tới cho những vị khách của Tèo Đô, thì ở clip ngày hôm nay, quý vị và các bạn chúng ta đang nhìn thấy cấu hình của một cặp loa khủng long và với model SG4733ACG2. Những model SG4733CG2 là một trong những model được thiết kế cấu trúc là hai loa bát 40 từ 220-100 và một loa chép kèn đại ở phía bên trên. Thùng được thiết kế dòng thùng bọc một lớp nỉ ở bên ngoài. Đây là một trong những cặp loa đời A mà về với trung tâm của Tèo Đô được tuyển chọn một cách đẹp xuất sắc với những cái model như thế này. Và tất cả về nội thất cũng như về ngoại thất zin nguyên bản. Và bên trong những chiếc loa bát, những chiếc củ kèn hoặc những bông tiêu âm và thân thùng bên trong đẹp gần như là chưa sử dụng. Một trong những cặp loa tuyển chọn bên trung tâm của Tèo Đô, giá của sản phẩm cho ngày hôm nay Tèo Đô chào bán giá này là 46 triệu cho một cặp loa 4733ACG2 đẹp xuất sắc và zin nguyên bản. Và những cặp loa như thế này Tèo Đô bảo hành chọn đời loa bất cứ khi nào quý vị anh chị em chúng ta ủng hộ bên trung tâm của Tèo Đô. Bất cứ khi nào chúng ta tháo ra mà thấy một sản phẩm nào không phải hàng zin, không phải hàng zin mà đã sửa chữa thay thế những các linh kiện khác, Tèo Đô xin có trách nhiệm với quý vị 100% về những cái sản phẩm mà bên trung tâm đã cam kết cũng như đã tuyển chọn như thế này. Và những model này thì bên trung tâm cũng tiếp tục tìm kiếm những model được zin và đẹp như những cặp mà hiện tại bên trung tâm đang có. Ngày hôm nay thì Tèo Đô test để gửi tới cho một bác khách có địa chỉ thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Bác đã tin tưởng và ủng hộ bên trung tâm của Tèo Đô là một cặp này cho những ngày đầu tháng. Số tiền bên trung tâm của Tèo Đô đã nhận 100%, bác đã chuyển đủ số tiền 100% mà bên trung tâm đã chào bán cho bác cái giá đầu tháng với cặp 4733A như thế này. Ngoài những model 4733A thì có những cái model khác cao cấp hơn, đó là đời X được thiết kế dòng thùng sơn cát. Bên trung tâm vẫn tiếp tục cập nhật những cái sản phẩm đẹp một cách nguyên bản và zin và đẹp một cách xuất sắc để phục vụ đến quý vị anh chị yêu âm thanh âm nhạc trên toàn quốc. Những model 4733X thì quý vị hay xem trên kênh của Tèo Đô thì chúng ta thấy rằng bên trung tâm vừa rồi cũng tuyển được một vài cặp về với trung tâm của Tèo Đô, cũng có cặp thì còn đang ở bên trung tâm, cũng có cặp thì đã lên đường và nó vẫn tiếp tục được tuyển chọn những cặp 33X về với trung tâm đẹp một cách xuất sắc, đẹp một cách hiếm có ở trên thị trường với thời điểm hiện tại. Vì sao quý vị anh chị em hay xem trên kênh của Tèo Đô, chúng ta thấy ít khi bên trung tâm về một lô 5 cặp, 10 cặp hay là 20 cặp, là bởi vì ở bên trung tâm là mua với phương châm là những hàng tuyển chọn nên cái số lượng nó không bao giờ có nhiều. Ví dụ như mối hàng đầu hàng họ bên kia chuyển về nó có 15 hoặc 20 cặp thì tuy nhiên bên trung tâm có thể chỉ tuyển được vài cặp với cái mức độ đẹp để đạt tiêu chuẩn về chất bãi, đẹp tiêu chuẩn về thùng vách, về độ zin để phục vụ đến quý vị anh chị có những cặp loa đẹp, những sản phẩm zin, những sản phẩm đẹp để chúng ta vừa chơi vừa trưng bày. Còn những trung tâm khác thì người ta về rất là nhiều, có thể 15-20 cặp thì chắc chắn là chúng ta thấy rằng về nhiều thì đó là những cái sản phẩm hàng bãi như này không thể kiểm soát được. Cũng có cặp thì nó đã bị thay bằng bát, cũng có cặp thì nó bị chết chép, cũng có cặp nói chung ở trong đấy có đẹp, có xấu, có cháy, có sửa chữa, có còn zin. Đấy. Còn bên trung tâm thì luôn luôn là lúc nào cũng về được cặp 1, 2 cặp 1 là đó là với lý do là về với mức độ cái hàng tuyển chọn thì nó không có nhiều. Vì vậy nên là quý vị anh chị nếu như hay xem trên kênh của Tèo Đô thì chúng ta biết được một số những các cái cặp loa về với trung tâm của Tèo Đô. Tuy nhiên nó không có nhiều lắm nhưng về cặp nào là đảm bảo chất cặp đấy và nó đẹp một cách xuất sắc. Mọi nhu cầu về mua sắm quý vị anh chị chúng ta xin hãy liên hệ theo số điện thoại 0975600005. Và những model 4733ACG2 như này thì bên trung tâm vẫn cứ tiếp tục sưu tầm những cặp đẹp và nó đạt cái tiêu chuẩn về độ đẹp của cái chất bãi và hàng xịn zin để phục vụ đến quý vị anh chị. Ở video này thì Tèo Đô đang thực hiện đánh với con LA48A hàng của Thụy Điển. Và bây giờ thì mời quý vị anh chị em chúng ta cùng nghe cái cặp loa này nó thổi chất âm một cách rất là mạnh mẽ với cấu trúc là 2 bát 40.
vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe chất âm của cặp 4733 ACT2 thổi ra chất âm cực mạnh mẽ và càng đét với con LA48. Mấy ngày về đây, gần đây thì chúng ta thấy rằng trước đây bên trung tâm của Teo LA48 xếp rất là nhiều, nhưng đến hôm nay chúng ta thấy chỉ còn có gọn gọn bao nhiêu thôi, bởi vì cũng được các bác tin dùng và ủng hộ cùng những cái sản phẩm được đánh giá có chất âm cực kỳ hay với cái dòng LA48A của Thụy Điển. Và chắc chắn những ngày gần tới đây thì chúng ta thấy rằng cái LA này chắc chắn giá thành nó sẽ lại bị cao hơn, là bởi vì bên đầu hàng hiện tại đang báo cái giá nó đang cao hơn trong những đợt tới. Vì vậy nên những quý vị anh chị chúng ta tin dùng những cái sản phẩm LA48 có chất âm đánh với GB cực kỳ là hợp, và xin hãy liên hệ bên trung tâm của Tiêu Điêu. Và bây giờ thì Tiêu Đô xin được dừng clip tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị anh chị trong những clip tiếp theo. Những quý vị anh chị nào chúng ta chưa nhấn nút đăng ký kênh, xin hãy nhấn nút đăng ký kênh của bên trung tâm Tiêu Điêu. Tiêu Đô xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị em.